Hello, chào mừng quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 119 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Xích Hỏa Hậu. Tô Minh mặt mày không biểu tình, ngồi khoanh chân ở trên lưng của Xích Mãng Phượng. Ý tiêu điều, lượn lờ quanh người của hắn, hòa hợp với ánh mắt lạnh lùng cho người ta cảm giác như hắn đang tồn tại bằng tuyết. Nhưng từ người của Xích Mãng Phượng toát ra nóng cháy hoàn mỹ kết hợp với lạnh băng, hình thành hư ảo, khiến cho người ta bị vặn vẹo ở trong nóng lạnh. Do đó, Tô Minh cho người ta cảm giác thêm một phần bí ẩn hơn. Nhạc Hoành Bang lao nhanh đằng trước, trong lòng kích động khó có thể che giấu. Gã không thể nào khống chế được vẻ mặt đã lộ ra một chút, tốc độ rất nhanh hóa thành cầu vồng lao hướng phía xa, tới động phủ của Kỳ Bắc Sơn, kẻ thù của gã. Xích Mãng Phượng ở phía sau gầm giống chất chứa vẻ vui vẻ, bên trong là có sự khát vọng và bùng nổ rất nhiều năm áp lực. Từ khi mà nó có ý thức đã luôn bị phong tỏa trong miệng núi lửa, tối đa bay ra chưa đến ngàn mét. Phong ấn đó giống như là một cái lồng giam, hết đợt này tới đợt khác. Nếu như Tô Minh không tới thì cả đời này nó sẽ bị giam cầm, không thể nào đi đến nửa bước. Nhưng Tô Minh đến đó đã thay đổi tất cả, đánh vỡ các cục diện truyền thống ở trên Xích Mãng Phượng. Hay chính xác hơn là Hạc Trọc Long đã lập công lớn trong chuyện này. Theo tiếng gầm của Xích Mãng Phượng, từng đợt dao động quanh quần của Hỏa Xích Tinh, tiếng gầm kinh thiên động địa vang vọng ra tám hướng, lập tức dẫn đến những mãnh thú được người nơi này gọi là thần linh bị phong ấn mỗi một khu vực không thể nào ra ngoài, chúng nó ngẩn ra rồi cùng nhau gầm lên đáp lại. Phút chốc những tiếng gầm gừ đến từ mỗi khu vực của Hỏa Xích Tinh truyền ra khắp thiên địa, vang vọng mọi ngóc ngách của tinh cầu. Biến đổi kỳ lạ này đột nhiên lập tức khiến cho tu sĩ của Hỏa Xích Tinh ai nấy biến đổi sắc mặt, hoảng sợ đoán ra rằng chắc chắn đã xảy ra biến cố. Tiếng gầm gừ bốn phương tám hướng kéo dài không dứt, nếu như không phải là không có uy nhiếp và thần thức từ trên trời giáng xuống thì đã có người nghĩ rằng chân vệ lại tới nữa. Đặc biệt là một số người đang tế phẩm cho thần linh khu vực của mình, trong khoảnh khắc kinh hoàng vì thần linh của bọn họ không liếc tế phẩm nữa mà là hướng tới nơi bầu trời phương Bắc, cực hạn khu vực phong ấn và phát ra tiếng gầm kinh thiên. Trong tiếng gầm này rõ ràng là hâm mộ và điên cuồng. Cái loại cảm giác đó tựa như là một đám người bị nhốt ở trong tù, chợt có một ngày thấy đồng bạn đi ra khỏi lồng giam. Mà nếu nhịn lặng yên thì thôi, người đi ra còn lớn giọng mà cười nói. Vậy là dẫn đến điên cuồng oanh động nguyên Hỏa Xích Tinh này. Tương đối với tu sĩ trên Hỏa Xích Tinh không kinh hoàng và khó hiểu, thì tu sĩ ở khu vực Bắc Bộ lại càng hoảng hốt, tinh thần rung động rất mạnh, không dám tin, ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời có bóng dáng khổng lồ đang gầm giống xẹt qua. Đó chính là Xích Mãng Phượng dài mấy ngàn mét, toàn thân đỏ rực, có đầu phượng. Con thú gầm giống xẹt qua bầu trời gần như là chấn động, nghiêng trời lệch đất, đảo ngược tinh thần những người chính mắt trông thấy. Đó là Xích Mãng Phượng ở trong truyền thuyết. Không lẽ là ảo giác sao? Không thể nào đâu, trừ khi Hỏa Xích Tinh là có lịch sử đến nay, là chưa bao giờ nghe nói mãnh thú dị tộc năm đó có thể bay ra khỏi động phủ cách ngàn mét được. Ngoài động phủ, những thần linh này đều có phong ấn của bốn trần giới, căn bản là không thể nào mở nó ra được. Vậy làm sao mà nó ra được? Hình như trên đầu của nó có người. Ôi, đó là ai vậy? Người này là khoanh chân ngồi ở trên đỉnh đầu của Xích Mãng Phượng thần linh. Tu sĩ từ đất Bắc xôn xao nhìn Xích Mãng Phượng, thấy rõ thân hình của Tô Minh ngồi ở trên đầu của nó thì tiếng động ồn ào đến tột đỉnh, dấy lên tiếng vù vù, trong thanh âm chất chứa sự khó tin, hít thở dồn dập, từng đôi mắt kinh hoàng và kính sợ. Xích Mãng Phượng ngửa đầu gầm giống, tốc độ lại càng lan nhanh, Hạc Trọc Long ở trên người của nó đắc ý không ngừng bày ra các loại tư thế, nó cảm thấy tiếng ồn ào này có hơn phân nửa là đang cổ vũ cho mình. Tô Minh biểu tình yên lặng như băng, lại nhắm mắt. Mặc dù đã che đi ánh mắt lạnh lùng như là người của hắn tỏa ra lạnh lẽo thì khó mà tan biến một chút nào. Nhạc Hoành Bang ở phía trước dẫn đường gần như là muốn gầm giống theo, gã kích động trên mặt ửng đỏ, tinh thần run rẩy, làm cho gã hận không thể nào lập tức đi tới động phủ của Bắc Sơn ngay. Càng khiến cho gã kích động đó là mặt đất bên dưới, bầu trời sau lưng của gã theo tiếng Xích Mãng Phượng gầm lên, thực sự rất nhiều tu sĩ hoặc là lao nhanh lên trên trời, hoặc là chạy nhanh dưới đất đi theo Xích Mãng Phượng, hiển nhiên là muốn xem mãnh thú này rốt cuộc là định đi đâu. Loại tò mò này vốn là bị các tu sĩ ức chế, nhưng khoảnh khắc này không ai kiềm chế được nữa, đủ là phải tiêu hao một chút tinh thạch cũng là không do dự lựa chọn theo đuôi. Bởi vì ở trong lòng của mỗi người, việc đảo ngược hiểu biết như vậy e rằng vô số vạn năm hiếm khi mà xuất hiện được một lần. Hiển nhiên, lần xuất hiện này sẽ mang đến ảnh hưởng nghiêng trời lệch đất, nếu như bỏ qua, chắc chắn là sẽ hối hận cả đời. Giờ phút này, phía đông của Hỏa Xích Tinh, đỉnh núi cao nhất, bên trong nhà là có một bà lão đang khoanh chân tĩnh tọa, đôi mắt mở ra nhẹ nhàng lóe ra ánh sáng chói lóa. Bà không dự, một chút do dự nhoáng người, chớp mắt đã xuất hiện ở trên bầu trời nhìn về phía bắc. Biểu tình của bà nhanh chóng thay đổi, đôi khi là giật mình, có lúc lại âm trầm, nâng lên tay phải ấn pháp quyết, lát sau lại hít sâu một hơi, người run rẩy. Có kẻ đánh mở phong ấn thả Xích Mãng Phượng ra. Kẻ này là ai?
Và hắn làm sao mà mở được phong ấn? Chuyện này, từ khi hỏa xích tinh đã có phong ấn, thì là vẫn chưa từng xảy ra. Chỉ có... Con người của bà lão co rút, dường như đang nghĩ đến điều gì, lắc người hóa thành cầu vồng, xé gió lao nhanh hướng bắc. Phía tây của hỏa xích tinh, trong rừng cây duy nhất có một thân cây đang run bần bật. Thân cây hiện ra khuôn mặt của một người già già nua, trong cây phát ra những tiếng gầm gừ. Nó run rẩy, nguyên rừng cây cũng run rẩy theo. Bên cạnh thân cây đứng một người đàn ông trung niên ngơ ngác nhìn bầu trời phía bắc, thật lâu sau hít một ngụm khí lạnh. Đồn rằng biến cố hắc mặc tinh năm đó ban đầu cũng là xảy ra tình hình giống như vậy. Không lẽ biến cố thứ hai ở thần nguyên phế địa này là ứng với hỏa xích tinh sao? Không lẽ bây giờ là trở thành biến cố hỏa xích tinh? Người đàn ông trung niên sắc mặt nhanh chóng thay đổi, lát sau nhảy lên, lao hướng bắc. Cách lần tiếp theo chân vệ tuần tra và là còn có 9 năm nữa. Là kẻ nào dẫn động tai biến hỏa xích tinh vậy? Bởi vì xích mãng phượng bay ra khỏi phong ấn rít gào bị mãnh thú phong ấn, cảm ứng cũng là gầm giống đáp lại. Tù sĩ nguyên hỏa xích tinh này hoảng hốt, ngay cả Tô Minh là cũng không phát hiện. Mới nãy ngoài miệng núi lửa, Hạc Trọc Long đã dùng thuật pháp quái dị để giống ra chữ mở, khiến cho trận pháp ngoài núi lửa xuất hiện khe hở, khiến cho xích mãng phượng bay ra một giây, thì một tầng dao động yếu ớt nhẹ nhẹ từ một trận pháp đó truyền hướng mặt đất, như là dấy lên hàng loạt phản ứng dây chuyền. Khi dao động này truyền vào mặt đất, thì sâu dưới lòng đất, hỏa xích tinh bên trong tu chân tinh tồn tại vô số sợi tơ trắng có một sợi đứt vật. Một sợi tơ đó dù đứt nhưng không hề ảnh hưởng đến toàn bộ phong ấn, nhưng nó lại khiến cho trận pháp hoàn chỉnh xuất hiện một lỗ hổng rất nhỏ. Khoảnh khắc lỗ hổng xuất hiện, bên dưới vô số tơ trắng, trong tinh thạch nội bộ thực sự của hỏa xích tinh có một mảnh dung nham vô cùng vô tận, màu dung nham không phải là đỏ mà là tím đen. Chính giữa dung nham ngâm một bộ xương khô, xương khô này không có một chút thịt, yên lặng bị dung nham này trùm lên nửa thân hình. Có thể thấy, vị trí đỉnh đầu của đầu lâu là một bị một thanh kiếm đen đâm sâu vào, chỗ khác ở trên thân hình xương khô có ba thanh kiếm xuyên thấu. Nhưng khi Hạc Trọc Long ở bên ngoài hét ra chữ mở, phong ấn này truyền ra dao động thâm vào trong lòng đất. Vô số sợi tơ trắng có một sợi đứt gãy, đôi mắt khô lâu này chợt lóe ra tia sáng âm u. Đó là mấy năm qua, từ khi nó bị phong ấn tại đây, lần đầu tiên mắt lóe ra tia sáng âm u đó. Giây phút mắt của nó lóe sáng, trên bầu trời hỏa xích tinh, Hạc Trọc Long ở sau lưng của Tô Minh hết sức đắc ý, thì nụ cười của nó chợt đông lại. Nó mạnh mẽ cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt đất. Xích hỏa hậu. Ế, xích hỏa hậu là đứa quái nào? Hạc Trọc Long ngây ra, nó khờ khốc, gãi chán, nó lấy làm lạ lời mà mình vừa nói. Khoảnh khắc đó, dường như là nó đã nghĩ ra điều gì, bất đắc dĩ không nghĩ ra được gì hết. Hạc Trọc Long không suy nghĩ nữa, nó lại đắc ý và vênh váo. Tô Minh lại từ từ mở mắt, xích mãng phượng lao nhanh. Bây giờ đằng sau đã có gần 100 tu sĩ hóa thành cầu vồng đi theo. Dưới đất có mấy trăm người đang chạy nhanh. Đằng trước, Nhạc Hoành Bang chợt khựng lại. Ngoái đầu, cung kính cuồng nhiệt nhìn Tô Minh, chỉ mặt đất không xa. Tiền bối, đó chính là động phủ của Kỳ Bắc Sơn. Trên mặt đất tồn tại một hòn núi nhỏ, dưới núi rải rác rất nhiều đá xanh. Những đá xanh này, đối với tu sĩ nơi này không một chút nào tác dụng, lại càng không ẩn chứa linh lực, vậy cho nên ít người có thể để ý tới nó. Giữa núi có một bình đài nhô ra. Trên bình đài này đứng Kỳ Bắc Sơn và người phụ nữ vừa trở về, đang ngơ ngác nhìn bầu trời. Sau lưng hai người là cánh cửa phủ mở rộng, có thể thấy bên trong lóe ra ánh sáng màu xanh. Kỳ Bắc Sơn run rẩy, biểu tình đầy vẻ kinh hoàng. Lão mới vừa trở về không lâu thì phát hiện ra bên ngoài khác lạ. Đi ra xem xét chưa được bao lâu thì con người co rút, ngừng hô hấp. Hết chương. Hạc Gia Gia có thưởng. Mấy trăm người vòng quanh bốn phía thấp giọng thảo luận. Nhưng đoàn máu ở trên bình đài động phủ Kỳ Bắc Sơn nhanh chóng tản ra, mở ra tất cả trận pháp ngoài động phủ đã được bày sẵn, dựng lên một màn sáng màu đỏ. Giây lát, người phụ nữ trung niên đã trở thành xương khô ngã xuống đất, Kỳ Bắc Sơn đã bước vào trong động phủ. Cửa đóng lại, Kỳ Bắc Sơn mắt đỏ rực, là phát điên, lấy ra tất cả tinh thành mà lão tích lũy trên mặt đất, bị một trận pháp loại nhỏ, hấp thu nhanh chóng, khiến cho màn sáng màu đỏ ngoài động phủ biến thành hỗn tạp. Tụi mình khoanh chân ngồi ở trên đỉnh, đầu của mãng phượng, thấy Kỳ Bắc Sơn ở trong thời gian ngắn, dứt khoát và hành động. Hắn mặt mày không biểu tình, vỗ đầu của xích mãng phượng. Còn xích mãng phượng này lập tức ở trước mặt của mấy trăm người, từ trên trời lao hướng ánh sáng đỏ hỗn tạp. Khoảnh khắc tới gần, không có triển khai ra thần thông và thuật pháp, chỉ là dùng cái đầu khổng lồ của nó trực tiếp đánh vào trong màn sáng đỏ hỗn tạp. Khi va chạm vào nhau, một tiếng nổ kịch liệt vang lên, chỉ thấy trận pháp ở trong chớp mắt không tàn vỡ, không hề xé rách, mà là nó tản ra, hóa thành tro bụi bay lả tả, yếu ớt như là không tồn tại. Màn sáng đỏ tản ra thì những tinh thạch ở trước mặt của Kỳ Bắc Sơn không ở trong động phủ nữa. Nó cũng vỡ vụn đi. Kỳ Bắc Sơn biến đổi sắc mặt. Ngoài động phủ, trên bầu trời, Tô Minh đã bước ra một bước, rời ra khỏi đầu của xích mãng phượng. Hắn xuất hiện ngoài động phủ, tóc tung bay, quần áo phấp phới.
Hắn nâng tay phải vỗ trường vào cửa động phủ. Khi đánh ra một trường thì ở trong người của Tô Minh có vô cùng vô tận núi lửa bùng phát, giống như là biển lửa tràn ngập quanh hắn, khuếch tán ra bên ngoài, phạm vi cỡ mấy trăm mét chìm trong biển lửa. Còn một xích mãng phượng hư ảo huyễn hóa ra, ngửa đầu gầm lên một trường đánh vào cửa động phủ thì nó là dùng đầu va chạm. Hình ảnh này khiến cho người xung quanh không biết là đánh mở cửa động phủ đó chính là Tô Minh hay là xích mãng phượng hư ảo, tự nhiên là bóng chồng, khiến cho mấy trăm mét trừ biển lửa ra thì chỉ là những tiếng nổ. Nhưng một cách đó khiến cho người xung quanh vẻ mặt rất lạ. Họ thấy ra đòn này không hề mạnh, chênh lệch khá lớn với điều mà họ đoán. Trước đó họ vẫn nghĩ rằng người có thể thuần phục được xích mãng phượng, dẫn nó và phá mở phong ấn thì chắc chắn phải là tu vi của chủ vị giới. Nhưng ngày hôm nay là nhìn thấy từ người của Tô Minh lộ ra rõ ràng là địa tu, tuy nhiên họ không thể nào khẳng định ngay. Trong lòng thì do dự, dù sao thì ở thân nguyên phế địa này là không hiếm thấy chuyện phong ấn tu vi. Nếu như Tô Minh cứ luôn lộ ra loại tu vi như vậy, vậy thì trong thần nguyên phế địa này, mạnh ăn thịt yếu, hắn đã là hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý, sẽ phải đối mặt với tham lam và nguy hiểm với thuật phá phong ấn này. Khi cửa động phủ này tan vỡ thành 4-5 mảnh, giạt vào trong động, xích mãng phượng ảo, đụng vỡ vào cửa, giống như là cầu vồng lửa vọt vào trong động phủ, biển lửa mấy trăm mét xung quanh khoảnh khắc như là tìm ra chỗ chút, ùa ạt, ùa vào trong động phủ. Một tiếng nổ lại càng điếc tai, kinh thiên vang vọng. Tô Minh lùi lại, lần nữa đứng ở trên đỉnh đầu của xích mãng phượng. Trước mặt của hắn là động phủ do núi nhỏ màu xanh tổ thành rung động, tàn vỡ, vô số đá xanh rơi ra khỏi đá núi. Núi nhỏ sập xuống hơn phần nửa, bên trong có tiếng gào thê thảm phát ra. Kỳ Bắc Sơn tóc tai bù xù vọt ra bên ngoài. Khi lão lao ra, thì nhạc hoành bang. Sớm chờ ở bên ngoài gầm rú, nhóa người lên vào tới chỗ của Kỳ Bắc Sơn. Trên đầu người, hai người triển khai ra điên cuồng và chém giết. Nhưng Kỳ Bắc Sơn này không có ý ham chiến, bây giờ ở trong lòng của lão nghĩ duy nhất đó là trốn đi, dùng tốc độ nhanh nhất mà bỏ chạy. Nếu như lão tìm được đường sống thì lão thề rằng chắc chắn là sẽ tìm cách hết sức để trả thù. Lão đoán ra người mới nãy phá hủy cửa động phủ là thanh niên mà Nhạc Hoành Bang cầu cứu, tu vi của hắn là không thể nào so sánh với lão, chỉ là địa tu mà thôi. Hắn có thể hủy diệt sơn môn nhưng không cách nào tổn thương được lão. Điều duy nhất mà lão sợ hãi đó chính là xích mãng phượng khổng lồ. Còn mấy trăm người xung quanh thì Kỳ Bắc Sơn nhìn ra được, bọn họ là bởi vì xích mãng phượng rời ra khỏi phong ấn, giật mình quá mà đi theo dõi, chứ không phải là thuộc hạ của đối phương, không phải là đến để tiêu diệt lão. Ta vẫn còn cơ hội. Giờ đây, Kỳ Bắc Sơn không rảnh để lo đến mặt khác. Lão biết bây giờ là vụ giờ phút nguy hiểm đến sống chết, ra tay thì triển ra thần thông mạnh nhất của mình. Ngoài người của lão, huyễn hóa ra vô tận gió đen hình thành pho tượng ảo sáu tay quái dị. Ảo ảnh sáu tay này cầm sáu cây gậy to, đánh hướng Nhạc Hoành Bang. Tô Minh vẻ mặt như bình thường, không để ý đến Kỳ Bắc Sơn và Nhạc Hoành Bang chiến đấu, mà nhìn hướng động phủ tan vỡ, đập vào mắt của hắn toàn là đá xanh. Nhưng hạc chọc lông sau lưng của hắn, nhìn hắc ảnh sáu tay đó thì mắt sáng lên, lại chép miệng, trong mắt lóe ra tia sáng hưng phấn. Hè, hình như ăn ngon lắm. Hình như lúc trước ta đã từng ăn qua thứ tương tự. Hạc chọc lông nhoáng người lên, hóa thành cầu vồng lao hướng Kỳ Bắc Sơn. Nó tới gần rồi, ở trong mắt chỉ thấy ảo ảnh sáu tay, há to mồm mà hút. Lập tức, hắc ảnh, sáu tay đang đấu với Nhạc Hoành Bang, người run lên bẩn bật, nhanh chóng héo tàn, hóa thành từng lũ tơ đen bị hạc trọc lông nuốt trọn. Hình ảnh này khiến cho Nhạc Hoành Bang ngây ra nhưng lập tức hưng phấn, thầm nhủ không uổng là người sơ đại, ngay cả thú sủng bên cạnh cũng là kinh khủng như vậy. Kỳ Bắc Sơn thì hét lên chói tai, lão vốn định dùng thần thông để biến thành hắc ảnh sáu tay, bám lấy chân của Nhạc Hoành Bang để bản thân trốn ra, nhưng mà đột nhiên lại xuất hiện một con hạc trọc lông, khiến cho lão trở tay không kịp. Mắt lộ ra sự ác độc và quyết đoán, Kỳ Bắc Sơn chợt giống lên. Bạo! Theo tiếng gầm, hắc ảnh sáu tay đang nhanh chóng, khẽ, hé rũ, bỗng nhiên tàn vỡ, biến thành trùng kích mãnh liệt quét quanh. Cùng lúc đó, cánh tay trái của Kỳ Bắc Sơn cũng là nổ tung, huyết khí ngập trời cuốn lấy lão, thuấn di ra phía xa. Hắc ảnh sáu tay tàn vỡ, khiến cho Nhạc Hoành Bang lập tức thụt lùi, nhưng mà hạc trọc lông này thì ngẩn ra bị trùng kích cực kỳ chật vật. Nó vẫn còn đau lòng mỹ thực là chỉ nuốt được một nửa đã bị mất. Nó bắt đầu tức giận. Mắt thấy Kỳ Bắc Sơn là thứ chết tiệt ở trong mắt của nó sắp trốn thoát, hạc chọc lồng cất tiếng chói tai, vang vọng tám hướng. Giết chết lão ta, cái thằng nhóc này, giết lão đó thì hạc ra nhà ngươi mới có thưởng được. Hạc chọc lồng hét lên chói tai, giơ lên vuốt phải, lập tức ở móng vuốt xuất hiện một khối tinh thạch tím to gỡ bàn tay, chẳng một chút nào tạp chất, toát ra linh lực thiên địa tinh thuần, tinh thạch tàn là cái thứ nơi này không thể nào so sánh được với nó. Rõ ràng là một khối thượng phẩm linh thạch trong vật cất chứa của nó. Loại tinh thạch này có phẩm chất như vậy, ở thần nguyên phế địa có thể nói, dùng một khối sẽ thiếu đi một, rất hiếm thấy. Khi nó lấy ra khối linh thạch này thì mấy trăm đôi mắt sáng rực, còn người phản ứng nhanh chóng vội vàng bay lên, mang theo sát khí đậm đặc lao hướng Kỳ Bắc Sơn đang chạy trốn. Đó không phải là một người giết chóc mà hơn phân nửa mấy trăm người cùng nhau bay ra.
Tình hình khiến cho Kỳ Bắc Sơn phát ra những tiếng gào tuyệt vọng. Gã không ngờ rằng kết cục của mình sẽ là như vậy, bị một con súc sinh hạc chọc lông, treo giải thưởng diệt sát. Đừng nói là lão, ngay cả Nhạc Hoành Bang cũng là trợn to con mắt, hiển nhiên là không ngờ chuyện này lại xảy ra như vậy. Thậm chí Tô Minh thu lại tầm mắt nhìn động phủ màu xanh, nhìn hướng hạc chọc lông. Dù rằng Tô Minh không còn tình cảm, nhưng mà ở trong giây ngẩn ngơ đó, hắn chợt nhớ đến đất âm tử, hạc chọc lông ham thích và cướp bóc. Mắt thấy xung quanh mấy người, mấy trăm người nhanh chóng lao tới, toàn là kẻ địch. Ánh mắt giết chóc khiến cho Kỳ Bắc Sơn gầm giống nâng lên tay phải. Trong tay của lão xuất hiện một khối tinh thạch có ba màu. Linh hồn thạch. Lập tức có người nhận ra tinh thạch ba màu đó, mạnh mẽ khựng lại, sắc mặt biến đổi định thụt lùi. Hết chương. Đứng vững ở hỏa xích tinh. Cái vùng này, quá khứ và tương lai giao nhau, sau khi linh hồn của Tô Minh thức tỉnh lực lượng số mệnh tỏa ra. Lực lượng phép tắc bỗng nhiên giáng xuống khiến cho Kỳ Bắc Sơn ở giữa không trung khựng lại. Lão trợn to con mắt lộ ra vẻ khó tin, thân thể không thể nào tiến lên được như là năm tháng đảo ngược. Lão lùi ra phía sau, thậm chí là tinh thạch bốn màu cũng tan vỡ không ngừng vỡ, tất cả hồi phục trở lại ban đầu. Trong nỗi kinh hoàng của lão, trên người của Xích Mãng Phượng không bị tinh thạch bốn màu tan vỡ mà khựng lại, dường như thế giới trong chớp mắt đó, tất cả sự vật, mọi người là không có gì thay đổi hết, chỉ là một mình Kỳ Bắc Sơn như là bị ngăn cách ngoài thế giới, chỉ có lão đang thụt lùi, chỉ có thời gian của lão là đảo ngược. Bây giờ thì mấy trăm người cách không xa đã hồi phục. Khi linh hồn của họ không còn bị đông cứng, họ thấy hình ảnh cực kỳ quái dị khiến cho tinh thần rung động. Hình ảnh này vượt xa khỏi sự tưởng tượng của họ, thậm chí là không nhìn ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Họ chỉ thấy người bí ẩn đứng trên đầu của Xích Mãng Phượng đang vừa vùng tay, thân thể của Kỳ Bắc Sơn lại đột nhiên thụt lùi, tinh thạch bốn màu của hắn lại tan vỡ rồi lại ngưng tụ. Nhưng hình ảnh tiếp theo lại càng khiến cho mấy trăm người xung quanh lộ ra vẻ mặt giật mình và sợ hãi. Lúc trước là ba sắc, giờ thì là bốn sắc. Tụi mình mặt mày không biểu tình nhìn tinh thạch bốn màu trong tay của Kỳ Bắc Sơn. Tay trái giơ lên, ngoắc ngoắc hướng lão. Lập tức, tinh thạch bốn màu biến thành năm màu. Kỳ Bắc Sơn mặt mày vặn vẹo, trợn to con mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng và sợ hãi. Tinh thạch ở trong tay tan vỡ, mọi chuyện như lúc trước lại trình diễn, chẳng qua bốn màu trở thành năm. Nhưng rất nhanh, Tô Minh phất tay, Kỳ Bắc Sơn lại thụt lùi, lại ngừng tụ ra tinh thạch năm sắc biến thành sáu màu. Tu sĩ xung quanh phát ra những tiếng kinh kêu, bọn họ rung động tinh thần. Hình ảnh này quái dị, khiến cho tất cả Tô Minh toát ra vẻ uy hiếp. Sáu màu lại biến thành bảy màu. Tiếng xôn xao lại càng lớn, ngay cả bầu trời cũng có ảo ảnh vặn vẹo, một đông một tây, lộ ra hai bóng người biểu tình trầm trọng. Hai người đó chính là giới tôn của tinh cầu. Giờ phút này, Kỳ Bắc Sơn lại tiến tới và thụt lùi, bảy sắc biến thành tám màu. Tiếng xôn xao trở thành tĩnh lặng, ánh mắt mọi người ngơ ngác nhìn, mặt của mỗi người đều tái nhợt, dường như là nín thở. Sau khi tinh thạch biến thành tám màu thì Tô Minh nhíu mày, thuật số mệnh của hắn lúc này đã đến cực hạn, khó có thể tiếp tục thi triển ra. Hắn vùng tay, từ bỏ tiếp tục. Sinh mãng phượng dưới chân của hắn gầm sống, đầu khổng lồ đánh vào người của Kỳ Bắc Sơn, im lặng không tiếng động. Biểu tình của Kỳ Bắc Sơn là không điên cuồng và oán hận trước khi chết, mà là lộ ra vẻ quái dị và giải thoát. Thân hình của hắn dần dần tản ra thành tro bụi, tan biến trong trời đất. Tụi mình nâng lên tay phải cách không chụp lấy, tinh thạch tám màu. Ở trước khi thân hình của Kỳ Bắc Sơn tan biến đã bay vào trong tay của hắn. Khoảnh khắc tinh thạch này rơi vào tay của tụi mình thì màu sắc của nó trở nên cực kỳ rực rỡ. Linh hồn thạch, ngừng tụ bí pháp. Mỗi khi dùng một lần thì tăng một màu. Bây giờ mặc dù Kỳ Bắc Sơn đã chết, nhưng với số thần thông số mệnh của Tô Minh, thế gian này tinh thạch tám màu này cực kỳ hiếm thấy, khó xuất hiện đã tồn tại. Ở trong tay của hắn lóe ra ánh sáng động lòng người. Nhạc Hoành Bang lại hít một ngụm khí lạnh, nhìn Tô Minh thì ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng kính sợ. Gã không nhìn ra Tô Minh là thi triển ra thần thông gì. Hình ảnh mới nãy gã cảm thấy là cực kỳ quái dị, đảo điên cả suy nghĩ của gã, khiến cho gã cảm thấy Tô Minh này quá bí ẩn. Mấy trăm người xung quanh lặng ngắt như tờ, mới nãy họ ít nhiều đã nhìn thấy ra tu vi của hắn. Khi Tô Minh đánh mở ra cửa động phủ, mặc dù lòng đã có do dự, nhưng hôm nay khi thấy Kỳ Bắc Sơn quái dị mà chết, quan trọng nhất là cứ liên tục vòng đi vòng lại. Lão tự như là một con rối mặc kệ đối phương loay hoay. Sau khi ngưng tụ ra tinh thạch tám màu, tình hình đó khiến cho bất cứ ai khó có thể xem thường được Tô Minh. Sâu trong lòng của họ cho rằng Tô Minh là một cường giả tuyệt đối không thể nào chọc vào được. Họ nhìn Tô Minh, biểu tình lộ ra kiêng dè. Không phải là e ngại Xích Mãng Phượng nữa, mà là chính bản thân của hắn. Ở Thần Nguyên Phế Địa, thực lực là tất cả. Muốn được tôn trọng, có tài nguyên thì phải lộ ra thực lực chấn nhiếp người ngoài. Cường giả là tôn. Chúc mừng đạo hữu đứng vững gót chân ở Hỏa Xích Tinh. Khai phá Hỏa Xích Tinh, thuần phục Xích Mãng Phượng dẫn đến tám phường biến. Một thực lực lượng ép, phép tắc, dễ dàng tiêu diệt Kỳ Bắc Sơn, ngưng tụ hồn tinh tám màu. Ta là Điền Lâm. Một thanh âm sang sảng trong không gian yên tĩnh lại phát ra từ trên bầu trời. Người đàn ông trung niên đứng ở rừng phía tây,
của Hỏa Xích Tinh, một người trong hai giới tôn của tinh cầu này, có tu vi chủ vị giới, xuất hiện ở giữa không trung, mỉm cười chắp tay với Tô Minh. Đó là lễ tiết ngang thân phận. Hết chương. Rút kiếm. Lão thân là Mai Lan, chắc Tô Đạo Hiếu chỉ là đi ngang qua Hỏa Xích Tinh. Trời sao mênh mông, người tới đều là khách. Đợi ngươi nghỉ ngơi xong, 7 ngày sau, Lão thân và Điền Đạo Hiếu này sẽ tự mình đi tới chỗ để tiến Tô Đạo Hiếu ngươi rời đi. Đó là đạo đái khách. Bà lão ngoài cười, nhưng mà ở trong lòng không cười, thanh âm giống như là rít qua kẽ răng, rất khó nghe. Rơi vào tai của mấy trăm người tu sĩ lại càng khiến mấy người này tinh thần như là bị kim đâm. Điền Lâm ở bên cạnh nhíu mày nhìn bà lão, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Tô Minh lại biểu tình như bình thường, nhưng đôi mắt lại càng lạnh. Tất nhiên, hắn nghe ra ẩn ý trong câu nói của đối phương là muốn hắn nhanh chóng rời ra khỏi Hỏa Xích Tinh, đừng có ở lại đây quá lâu, tối đa là 7 ngày. Vậy Điền Đạo Hữu, người cũng có ý này có phải không? Tô Minh nhìn Điền Lâm, lại lạnh nhạt hỏi. Điền Lâm nhíu mày, im lặng giây lát, gã chưa kịp nói gì thì bà lão lại hừ lạnh xen vào. Sao vậy? Không lẽ Tô Đạo Hữu định ở lại dài lâu tại Hỏa Xích Tinh? Vốn là không muốn. Nhưng bây giờ Tô ta đã đổi ý, ta ở lại lâu hơn cũng được. Giọng của Tô Minh không nhanh không chậm nhưng toát ra ý lạnh băng, khiến cho xung quanh của hắn ẩn giấu bông tuyết ảo ảnh. Hắn biết bây giờ không thể nào lùi bước, nếu như không thì chẳng những là không thể nào đứng vững tại đây, mà là càng nhiều người ngoài nghi ngờ, thậm chí tại Thần Nguyên phế địa này mạnh ăn thịt yếu, trừ vì hắn lại nhanh chóng rời ra khỏi Hỏa Xích Tinh, nếu như không thì một khi tỏ ra yếu thế sẽ có tai họa cho hắn. Đối mặt với thái độ cứng rắn và lạnh lùng của Tô Minh, bà lão lại im lặng. Đánh giá hắn rất cẩn thận, trong lòng là có do dự nhưng rồi lại lạnh lùng cười. Nếu đã muốn cư ngụ lâu dài tại đây, vậy thì lão thân muốn xem tu vi của Tô Đạo Hữu rốt cuộc là có phải ẩn giấu hay không. Nếu chỉ dựa vào một con mãnh thú và tinh thạch 8 màu, thì Tô Đạo Hữu người chưa có tư cách ở tại đây và đứng vững gót chân ở nơi này. Bà lão âm trầm nói, tiến tới một bước, tu vi thuộc về giới tôn phát ra từ người của bà. Cuốn lấy thiên địa, khung trời khu vực dao động cuồn cuộn trong phạm vi lớn. Uy nhiếp khổng lồ giáng xuống mặt đất, khiến cho mấy trăm tu sĩ xung quanh hít thở dồn dập, cũng là thụt lùi tản ra. Theo họ nhìn thấy, thì đó là trận chiến giữa giới tôn, ở Hỏa Xích Tinh này không thường thấy, có thể chính mắt được trông thấy thì có lẽ sẽ giúp ích cho tu vi, đặc biệt là những người thiên tu ánh mắt càng sáng. Nghe nói, Mai tiền bối là 700 năm trước bước vào trong tu vi vị giới và trở thành giới tôn. Giờ phút này không biết tu vi của người ấy thế nào rồi, nhưng mà chỗ tài nguyên này là rất thiếu thốn, lực vị giới lại càng hiếm thấy. Chắc chắn là ngưỡng cửa sơ kỳ vị giới mà thôi. Xem như là ngưỡng cửa sơ kỳ vị giới thì cũng đã ý trời sụp đất nứt rồi. Hiểu ra được thiên địa biến đổi, dùng hợp thành một với Hỏa Xích Tinh. Mấy trăm tu sĩ xung quanh lập tức có người thảo luận, không phải là truyền âm mà là thốt ra khỏi miệng. Khi bà lão bước ra một bước thì thi triển ra tu vi giới tôn, thì xích mãng phượng dưới chân của Tô Minh ngửa đầu phát ra những tiếng gầm kinh thiên. Hắn liền cảm nhận được uy hiếp từ người của bà lão. Hắn giơ tay phải, sát kiếm biến ra, kêu vù vù trong tay của hắn. Có xích mãng phượng ở trên đó có thể hóa giải được uy nhiếp của đối phương. Mặc dù bây giờ Tô Minh chỉ là cảnh giới địa tu, nhưng sát kiếm toát ra ý lạnh lẽo và càng có như là sát khí đè nén trong người, giống như là ẩn hiện vô tình đối kháng với uy nhiếp từ bà lão. Mắt thấy trận chiến này sắp nổ ra, Điền Lâm đứng ở một bên chật nhấc chân ra, đứng chen vào giữa bà lão Mai Lan vào Tô Minh. Hai người không có thù sâu, vậy thì cần chi phải đánh nhau? Điền Lâm thở dài. Mai Đạo Hữu, người và ta đã ở đây mấy trăm năm nhưng vẫn bình yên vô sự, không có xâm phạm lẫn nhau. Thường thường bàn luận thuật pháp, ta vốn là không nên ngăn cản người. Nhưng người phải nhớ cho kỹ, Tô Đạo Hữu có tinh thạch 8 màu hiếm thấy, dù chỉ là có một viên, nhưng rất dễ dàng đóng băng linh hồn của người vào trong đó vài giây đó. Khi linh hồn của người đóng băng, người ở một bên khoanh tay, thì lão thần vẫn là có cách thoát khỏi. Từ nay rời ra khỏi chốn Hỏa Xích Tinh thị phi thì có ngại gì? Bà lão cười nhạt nói. Điền Lâm lại cười khổ, bà lão lại nói tiếp. Ta không có tin người không thấy ra ý định của ta. Hỏa Xích Tinh này không phải là không chứa được lực giới tôn thứ 3, cũng sẽ không ảnh hưởng tới lão thân ta tu luyện. Dù sao, năm đó vốn là có 3 giới tôn. Nhưng hắn mở phong ấn của xích mãng phượng. Chuyện này nhanh thì vài năm, thậm chí 9 năm. Một khi chân vệ lại tuần tra nữa. Nhìn thấy như vậy, chắc chắn là sẽ rầm rộ đến Hỏa Xích Tinh này điều tra rõ. Đến đó, đừng có nói là ta, người cũng sẽ giống nhau, thậm chí tất cả tu sĩ ở đây. Không ai trốn khỏi tội chết đâu. Bà lão nhìn chằm chằm Tô Minh, nhưng nói là với Điền Lâm. Trừ phi, hắn ta rời khỏi đây,
Bà lão giơ tay phải lên, sau lưng của bà là thiên địa dao động chợt khựng lại, cũng là ùa hướng tay phải của bà. Lại được phong ấn xích mãng phượng và trở về, hắn phải lập tức ra đi thì có thể tránh cho tai họa của chúng ta. Ta ngược lại hy vọng nơi này sẽ biến thành hắc mặc tinh thứ hai. Điềm Lâm im lặng giây lát sau lại lên tiếng, biểu tình của hắn dứt khoát. Vậy thì tại sao ngươi nhất định là phải ngăn cản ta? Mắt của bà lão lóe ra tia sáng lạnh, Điền Lâm vẫn đứng nguyên tại chỗ. Bà ta hít sâu, tay phải lại từ từ đặt xuống, lại nhìn Tô Minh. Ta cho phép ngươi ở lại đây, cư ngụ 8 năm. Sau 8 năm đó, nếu như ngươi vẫn còn không đi, vì hỏa xích tinh lão thân này nhất định sẽ giết chết ngươi. Bà lão mạnh mẽ xoay người, sắp rời đi thì thấy Nhạc Hoành Bang đứng ở đó không xa, mắt chợt lóe, giơ tay chỉ hướng gã. Kẻ dẫn đến mầm vạ sẽ giết ngươi để răn đe. Cái chỉ này, mặt của Nhạc Hoành Bang biến đổi sắc, vội vàng thụt lùi, chỉ thấy không khí quanh thân của gã vào giây phút này xuất hiện ba tơ đen vòng quanh ngoài người của gã, lấy tốc độ cực nhanh bỗng nhiên co rốt, ba vòng tròn tơ đen đó, một cái ở cổ, một cái ở ngực, một cái ở hông, ba cái vòng cùng nhau co rút, có thể thấy phần thầy Nhạc Hoành Bang ngay lập tức. Nhạc Hoành Bang lộ ra vẻ sợ hãi nhưng lại càng có vẻ điên cuồng, gã không cầu cứu Tô Minh, gã hiểu bây giờ rất quan trọng đối với hắn, vì để tránh cho cuộc chiến giữa giới tôn, đó là rõ ràng giết gã để chút giận. Nhạc Hoành Bang nghiến răng bùng phát ra tu vi thiên cảnh, thân thể bùm một tiếng hóa thành 4-5 mảnh, nhưng thân hình tan vỡ không bắn ra máu mà hóa thành một ống trúc khô quắt, cách người hơn 10 mét, thân thể của Nhạc Hoành Bang vặn vẹo hiện ra, hộc ra bãi máu, biểu tình uể oải và mặt mày tái nhợt. Hiển nhiên mới nãy hắn lúc nguy hiểm đã sử dụng vật bảo mệnh của mình đủ để tránh khỏi cái chết nhưng vẫn bị thương. À, tổ tên của ngươi chính là Khô Trúc lão nhân. Thôi, nể tình cảm năm đó với Khô Trúc, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Bà lão nhìn thấy mảnh Khô Trúc, biểu tình có một chút buồn phiền, xoay người mặc kệ mọi người hóa thành cầu vồng rời đi. Ngay cả Điền Lâm thấy vài khúc Khô Trúc cũng cảm thấy ẩn ý, liếc Nhạc Hoành Bang. Nhạc Hoành Bang mặt mày tái nhợt, cúi đầu lại im lặng không nói. Mấy trăm người xung quanh nhìn tình hình này trong lòng có một chút tiếc nuối, biết rằng xem ra là không đánh thành trận. Nhưng mà chớp mắt này, có một giọng nói lạnh lùng của Tô Minh vang lên. Là mất mặt Tô ta, và định giết chết Tô ta. Mai Lan, người cứ đi như vậy sao? Theo lời thốt ra, trên người của Tô Minh không còn sự ức chế, không còn che giấu sát khí khiến cho người xung quanh phải biến đổi sắc mặt. Sát khí kia mạnh mẽ rất hiếm gặp, dù ở thần nguyên phế địa này cũng rất ít cảm thấy sát khí từ người nào đó sẽ đậm đặc như vậy. Dường như không phải là sát khí một đời một kiếp mà là trong sinh mệnh luân hồi vô số lần, tất cả như vậy ngưng tụ một chỗ, sát khí đến kinh khủng. Nếu như cứ để bà ta rời đi thì Tô Minh biết rằng hắn ở hỏa xích tinh sẽ bị dao động vị trí, cách duy nhất để tránh cho điều đó, đó là rút kiếm. Hết chương. Tàn nhẫn. Hai người còn như vậy thì nói chi đến mấy trăm tu sĩ xung quanh. Mấy trăm người đó vẻ mặt hoảng sợ cùng nhau thụt lùi, ánh mắt nhìn Tô Minh thì ẩn chứa sợ hãi vượt qua trước đó. Dù rằng là Nhạc Hoành Bang, khoảnh khắc này người run bần bật, nhìn Tô Minh giống như là trông thấy quỷ sát, lại cảm giác đó giống như là đặt mình vào trong lạnh lẽo và hắc ám, chìm đắm trong tử vong, khí lạnh đóng băng máu thịt và linh hồn. Thậm chí là xích mãng phượng dưới thân của Tô Minh cũng trong chớp mắt, thân thể nóng rực của nó đã giảm bớt nhiệt độ, nó vặn vẹo dường như là không thích ứng với sát khí từ người của hắn. Hạc Trọng Lâm ở không xa trợn to con mắt, nó nhìn Tô Minh, vẻ mặt đầy sự mờ mịt, dường như là nó nghĩ đến điều gì nhưng không cách nào nghĩ ra nổi. Chỉ có tiếng rít sắc bén kèm theo hưng phấn và reo hò chưa từng có đến từ sát kiếm trong tay của Tô Minh. Thanh kiếm điên cuồng hấp thu sát khí từ người của hắn, kiếm thần toát ra sự khát vọng, thậm chí là màu sắc từ đỏ chuyển gần như là màu tím. Tô Minh thốt ra một câu, người đầy sát khí kinh thiên động địa, hắn vọt đến chỗ bà lão vẻ mặt biến đổi. Khi hắn cất bước thì xích mãng phượng gào thét ra theo. Tô Minh hiện tại so với lúc đầu ở đạo nô đất âm tử thì cường đại hơn rất nhiều. Khi đó hắn chỉ là mệnh cách sơ kỳ, sau này là nhiều vũ huyền rót vào một hơi khiến cho hồn của hắn viên mãn, mở ra ba phong ấn. Nhưng khi đó hắn đã rất yếu ớt, khó mà đối kháng với mấy ngàn đạo nô. Còn ngày hôm nay Tô Minh khi đội vào mặt nạ thì hắn chênh lệch cách bước vào trong mệnh khuyết là tu vi địa cảnh. Hắn có thân hình máu thịt thực sự, hai năm nay luôn rèn luyện thần thông của di thị tộc khiến cho bùng phát ra sức chiến đấu vượt xa khỏi khi ở đất âm tử. Hắn cất bước, tay trái nâng lên ấn hướng mặt đất. Cái ấn này lập tức thần thông di thị tộc phát ra ở trên người của hắn. Tay trái của hắn liền héo rũ, bao gồm cả thân hình và tay phải cầm kiếm, tất cả ở trong chớp mắt thành da bọc xương. Tay trái thuận thế chỉ vào trán, chỉ một cái toát ra khí đen, quanh thân của hắn hình thành cái đầu ác quỷ khói to lớn, gầm giống quanh người Tô Minh, khiến cho tốc độ của hắn lại càng biến nhanh, chớp mắt mang theo sát ý ngập trời đến gần bà lão.
Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, Điền Lâm bị sát khí trên người của Tô Minh chấn động, do dự một chút thì hắn đã xuất hiện trước mặt của bà lão. Bà lão Mai Lan còn người co rút, phát ra tiếng rít chói tai chấn nhiếp tinh thần, nhanh chóng nâng lên tay phải, tu vi giới tôn bùng phát. Ở trên tay phải của bà trực tiếp hóa thành một lá cờ to, một lá cờ màu trắng rách rưới, bên trên có một lằn chỉ đen, vẽ thành một cái vòng tròn, trông giống như là nó đang xoay tròn. Hai tay của bà lão cầm cờ vung lên, trong vòng tròn lại vẽ huyễn hóa, hình thành vài chục vòng tròn đen lao hướng Tô Minh. Một tiếng nổ kinh thiên động địa chợt vang vọng trong cõi trời đất, thanh âm kịch liệt như vậy là do thuật pháp đại thần thông hay là giới tôn ra tay va chạm lại với nhau mới tạo thành được. Trên hỏa xích tinh này đã lâu không xảy ra những chuyện như vậy, dù gì thì tài nguyên khan hiếm khiến cho tu vi hồi phục rất chậm, vậy cho nên chưa đến bất đắc dĩ thì ít ai có năng lực phí đến lãng phí tu vi ở trong người. Trời đất ầm vang, thanh âm kịch liệt va chạm và hồi âm vô tận khuếch tán, ở trên bầu trời xuất hiện rất nhiều khe hở không gian bị xé rách. Một tầng trùng kích như là bão tố càn quét tứ phía, dấy lên sóng to gió lớn, khiến cho mấy trăm tu sĩ hô hấp dồn dập. Đó là một cuộc chiến đấu chân chính giữa những tu sĩ, chứ không phải là trước kia trận đấu của lãng phí tu vi tôm tép. Dưới tiếng nổ này, mấy chục vòng tròn đen bị đánh bật ra hơn phân nửa. Sát kiếm của Tô Minh không ngừng chặt đứt khói đen, nhưng cuối cùng là khó có thể hoàn thành xuyên thấu nó. Nhưng dù là như vậy thì từ sát kiếm này phát ra sức hút mãnh liệt, khiến cho tay phải của bà lão cầm cờ héo rũ, giống như là máu thịt bị hút đi một phần. Thân thể của Tô Minh cứ như là da bọc xương gầy ốm, lại hồi phục một chút cảm giác xác thịt. Thuật pháp quái dị này khiến cho bà lão biến đổi sắc mặt, trước bà ta là cái đầu quỷ khói đen gầm giống. Bà lão xoay cây cờ, không lùi mà tiến tới, lại bước ra một bước, giơ lên tay trái, móng của năm ngón tay chớp mắt biến dài, giống như là mũi gai nhọn cách không chộp hướng Tô Minh. Còn cái đầu quỷ khi đụng chạm vào năm ngón tay trái của bà thì lại lập tức bị xuyên thấu và xé rách. Tô Minh lùi lại vài bước, sát kiếm không thể nào đánh tan tất cả vòng tròn đen, khiến cho ở trong đó, sót lại năm tơ đen xuyên thấu sát kiếm rơi vào ngực của hắn, bị trọng thương. Nhưng mà vốn nên thấy đau mà Tô Minh chẳng hề có một chút cảm giác. Hắn thậm chí là không thèm liếc mắt vào, biểu tình của hắn vẫn luôn lạnh lùng, nhấc chân đi tới, nâng lên nắm tay trái, một đấm đánh vào năm ngón của bà lão đang chộp tới. Tiếng nổ lại vang vọng, cánh tay trái của Tô Minh máu thịt, có xương cốt vỡ nát, trông rất thê thảm. Ngón tay của bà lão lại nhanh chóng héo rũ, rất nhiều máu thịt bị hút ra, nhưng bà lão này lại hừ lạnh, ngón tay trái lần nữa lại chộp hướng Tô Minh. Tô Minh biểu tình như bình thường, dường như không bị thương, không lùi mà còn tiến, dùng tay trái máu thịt bầy nhầy lại đánh vào năm ngón tay của bà lão. Lại bùm một tiếng, nửa cánh tay trái của Tô Minh trực tiếp vỡ, khi vỡ ra thì máu bắn, thậm chí vị trí bả vai lộ ra xương trắng và thịt vụn. Nhưng bà lão làm ra vẻ mặt hoảng sợ, bởi vì bà ở trên người của Tô Minh không thấy một chút gì tỏ vẻ đau đớn, như là thân hình không phải là của hắn. Bà thậm chí nhìn thấy Tô Minh giơ tay phải cụp lấy cánh tay trái tàn khuyết lộ ra xương, kéo đứt luôn, chặn lại máu đang chảy. Hắn cười lạnh. Hình ảnh này chẳng những là khiến cho bà lão kinh sợ, ngay cả Điền Lâm cũng hít vào một ngụm khí. Mấy trăm tu sĩ xung quanh nhìn Tô Minh trừ kinh hãi thì còn có sự rung động không thể nào miêu tả. Rốt cuộc thì người này tàn nhẫn đến đâu mới có thể tàn khốc như vậy với bản thân, không để ý tới sự đau đớn, ngược lại khóe môi lại nhếch lên nụ cười. Đối với hắn tàn nhẫn như vậy thì đối với kẻ thù sẽ làm sao? Loại người này trời sinh thích hợp sinh tồn ở thần nguyên phế địa. Bà lão lại nhìn Tô Minh, trong đầu hiện ra một câu như vậy. Đặc biệt là thần thông của Tô Minh khiến cho bà ta cảm thấy rất quái dị. Giao chiến một chốc mà đôi tay của bà héo rũ gần như là mất đi hai phần, thậm chí là tu vi vận chuyển bị tổn thất một chút. Dù sao thì chỗ này tu vi hồi phục lại cực kỳ chậm, vậy cho nên loại tổn thất này làm cho bà lòng nhỏ máu. Nhưng mà bà chưa bao giờ đau lòng thì trợn to con mắt, vì tay phải của Tô Minh đã buông lấy sát kiếm, kiếm vòng quanh người của hắn, tay phải hiện ra vài chục tinh thạch toát ra từ linh lực đậm đặc. Những tinh thạch này bị hắn bóp chặt lấy, rất nhiều linh lực ùa vào người của Tô Minh. Hắn ngẩng đầu cười tàn nhẫn với bà lão, lại vọt tới. Cùng lúc đó, Xích Mãng Phượng cũng tới gần, cái đầu khổng lồ gầm giống đụng vào bà lão, thiên phú thần thông của nó phân tán ra tất cả vật chất ẩn chứa trong cú đụng đầu đó, khiến cho bà lão biểu tình cực kỳ âm trầm. Tiếng nổ liên tục ù vang, hơn 10 giây sau, bà lão phát ra tiếng gào thê thảm, vội vàng lại thụt lùi. Toàn thân của bà có một nửa máu thịt đã bị héo rũ, biểu tình lộ ra vẻ trông giống như là thấy lệ quỷ. Hết chương. Một đời một kiếp. Cảnh giới chủ vị giới có thể áp chế cường đại đối với tu thiên, địa và nhân. Nhưng bây giờ Tô Minh mạnh hơn lúc ở đất âm tử rất nhiều. Quan trọng hơn lại là thần nguyên phế địa hắn có thân thể, có đầy đủ linh thạch, có Xích Mãng Phượng. Tương đối thì bà lão ở lại đây nhiều năm, biết chỗ này khó khăn nên phong ấn tu vị một chút ít, một khi mở ra vận chuyển lực vị giới thì rất khó mà hồi phục. Bây giờ đối mặt với Tô Minh, bà ta như cưỡi trên lưng một con cọp, tiến lùi khó khăn.
Quan trọng nhất là bà ta đoán không ra tu vi cụ thể của Tô Minh, không thấy dấu hiệu phong ấn nào trên người của hắn, nhưng hắn tàn nhẫn đối với tất cả. Sát khí đậm đặc đều nói rõ kẻ này tuyệt đối không hề đơn giản. Mặt khác, xích mãng phượng là con thú làm cho bà ta đau đầu. Nếu như Điền Lâm chịu ra tay thì bà ta có thể thoải mái đấu với hắn một trận. Nhưng bà ta thấy Điền Lâm có ý tưởng khác, khiến cho bà rơi vào tình trạng như vậy. Tô Minh đang đánh cược, hắn cược rằng bà lão này kiêng dè sẽ không dám tùy tiện dốc hết sức mà đánh. Hai vị có thể nghe Điền Lâm ta nói một câu hay không? Ba chúng ta gặp gỡ ở hỏa xích tinh này coi như là có duyên phận, cũng có thể đừng có tiếp tục nữa được hay không? Điền Lâm lại cười khổ bước ra ngăn cản. Bà lão hừ lạnh nhưng không thốt lời từ chối. Điền đạo hữu đã khuyên bảo, vậy thì tô ta là không đấu cũng được. Nhưng khu vực bắc bộ hỏa xích tinh này, từ nay, mai là đạo hữu chưa được sự cho phép của ta, thì không thể nào tiến vào trong đó nửa bước được. Tô Minh đi tới đỉnh đầu của xích mãng phượng, lại lạnh lùng nói. Bà lão nhìn Tô Minh, một lúc lâu sau là không nói câu nào, xoay người hóa thành cầu vồng lao nhanh, chớp mắt ở giữa không trung huyễn hóa mà đi. Điền Lâm cười khổ nhìn Tô Minh, lại lắc đầu nói. Tô huynh, mai lan đạo hữu là không có ác ý. Việc này, thôi thì để sau này Điền ta sẽ báo cho ngươi. Khu vực bắc bộ hỏa xích tinh thì Tô đạo hữu cứ yên tâm. Năm đó, Hồ Trúc đạo hữu đã có quy định, không thể nào tùy tiện đi vào lãnh địa của nhau. Điền ta xin đi trước. Điền Lâm thở dài, chắp tay hướng Tô Minh. Rồi nhoáng người lên, hướng tới đuổi theo Mai Lan. Mãi đến khi gã rời đi, mấy trăm tu sĩ ở vùng đất này lặng ngắt như tờ. Hắn kiêng dè nhìn hắn ở giữa không trung. Từ nay về sau, khu vực bắc bộ của hỏa xích tinh lấy Tô ta làm tôn. Bình thường Tô ta bế quan. Vậy thì tất cả những việc vặt các ngươi cứ nghe theo lời của Nhạc Hoành Bang. Tô Minh quét qua mặt đất, thanh âm lạnh lùng truyền ra khắp tinh thần của mỗi người. Tuân lệnh. Mấy trăm người chẳng một chút nào do dự, cung kính cúi đầu. Họ hiểu rằng, theo xích mãng phượng phá ấn ra, kiểu chết quái dị của Kỳ Bắc Sơn, Tô Minh và giới tôn Mai Lan đấu lại dữ dội mà ngắn ngủi, khu vực bắc bộ hỏa xích tinh từ nay sẽ là lãnh địa của hắn. Nơi này về sau chỉ có thể là một ý chí, đó là ý chí của Tô Minh. Bất cứ người nào làm trái ý chí này, định ra luật pháp sẽ bị hủy diệt. Mấy trăm người cũng sùng bái, giọng của Nhạc Hoành Bang là vang dội nhất. Gã biểu tình kích động, loại thân phận và địa vị này từ khi tổ tiên của gã bị Trần Vệ giết chết thì không còn xuất hiện nữa, giờ lại có được khiến cho gã kích động. Ánh mắt của hắn nhìn Tô Minh có sự cuồng nhiệt và sùng kính. Các vị cao thủ, con người của Nhạc ta thì mọi người đã biết rõ. Sau này hy vọng các người hãy giúp đỡ, xây dựng lại sự cường đại khu vực bắc bộ năm xưa của chúng ta. Hôm nay Nhạc ta chỉ nói một việc duy nhất, đó là mọi người cùng đi siêu tầm tảng đá màu xanh, càng nhiều càng tốt. Nhạc Hoành Bang nhìn Tô Minh, lập tức nói với mấy trăm người. Tô Minh không để ý đến chuyện ở đây, xoay người hướng mặt đất tới ngoài động phủ tan vỡ của Kỳ Bắc Sơn. Hắn khoanh chân ngồi xuống, xích mãng phượng khổng lồ nằm sấp ở một bên cảnh giác nhìn tứ phía, đôi khi nhìn hướng bầu trời, biểu tình có một chút mờ mịt. Hạc Trọc lông mắt sáng rỡ bay tới bên cạnh Nhạc Hoành Bang, không biết là thì thầm điều gì mà gã vội vàng cung kính và vâng dạ. Gã nhìn ra thân phận của Hạc Trọc lông ở chỗ Tô Minh chắc chắn là không bình thường. Chính mắt gã đã nhìn thấy nó phá mở phong ấn. Đặc biệt làm cho gã kinh ngạc là lúc trước Hạc Trọc lông treo giải thưởng, từ nay sâu dưới đáy lòng của gã không muốn đắc tội với nó. Tô Minh khoanh chân ngồi, cầm lấy một khối đá màu xanh, nhắm mắt lại dần dần hấp thu. Tảng đá này rất nhanh trở thành tro bụi, nhưng chỗ này có rất nhiều đá xanh như vậy. Tô Minh trầm ngâm giây lát, định tạm thời bế quan tu luyện tại đây. Thời gian chớp mắt đã dần dần qua một tháng, hòn đá xanh xung quanh Tô Minh trồng chất càng ngày càng nhiều, đó là đến từ mấy trăm người, thậm chí là nhiều hơn từ khu vực Bắc Bộ đem theo Nhạc Hoành Bang đưa tới, đủ để cho Tô Minh hấp thu trong thời gian ngắn. Sức mạnh thân thể của hắn gần như là hấp thu mà lại càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Mãi đến đêm khuya của một ngày này, Tô Minh đang tu hành thì mở mắt ra. Hắn nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện ánh trăng màu đỏ, dù không phải là lần đầu tiên biết rằng trăng ở hỏa xích tinh này là màu đỏ, nhưng mỗi lần nhìn đều nhìn hắn xem rất lâu. Nhưng đêm khuya này, một hướng khác của bầu trời đêm có một ngôi sao sáng tỏa ra ánh sáng có thể so với ánh trăng. Nó rất sáng, rất dịu dàng, cũng như là hòa cùng ánh trăng. Tô Minh không biết đó là ngày đặc biệt sao và ánh trăng, là ngày đặc biệt mỗi năm chỉ có một lần trên hỏa xích tinh. Ngày hôm nay, không biết bắt đầu từ khi nào bị người ta ở trên hỏa xích tinh biến thành một loại tập tục là ngày nam nữ thề non hẹn biển, kết thành đạo lữ ở tinh cầu. Bởi vì ở trong bầu trời đêm, một sao một trăng rực rỡ cũng được gọi là một đời một kiếp. Không còn tình, nhưng ta vẫn còn có người nhớ nhung. Xung quanh yên lặng, xích mãng phượng nhắm mắt đang thiếp ngủ, không biết Hạc Trọc Long đi đâu mất rồi. Trong tĩnh lặng, Tô Minh lại khẽ thì thào bay bổng. Không còn đau đớn, nhưng tại sao tim của ta sẽ đau nhói khi nghĩ về? Tô Minh lại sờ ngực, nhìn một sao một trăng trên bầu trời,
Đau Thương khẽ hỏi lời người không biết. Hết chương. Một ngôi sao, một vầng trăng, một mặt trời. Thuật pháp này có uy lực rất cường đại, khắc ấn trên cây quạt. Đó là thần thông của man thần đời thứ hai. Trước khi tụi mình triển khai nó đều là mượn dùng cây quạt. Bản thân của hắn là không hiểu về thuật này. Nhưng khoảnh khắc này, nhìn bầu trời kỳ lạ, một ngôi sao, một vầng trăng, một mặt trời, hắn lại đột nhiên hiểu ra vận dụng trước kia là không quá rõ ràng. Nhưng loại hiểu ra này rất nhanh đã tán đi trong đầu của Tô Minh. Hắn nhìn lên trên bầu trời có sao, có trăng, trong óc lại lóe lên. Chuyện đã rất lâu rồi, rất lâu về trước, khi hắn vẫn chỉ là một đứa con nít, ở trên Ô Sơn đọc một quyển sách gia thú, mang theo sự mong chờ và mong mỏi được tộc trưởng đọc lên câu nói ghi trong sách. Man tộc tổ tiên, khai thiên tạo nhân, lưu lại vạn năm tới này. Chỉ man giả xưng là man sĩ, trên trời xuống đất, rời non lấp biển. Còn man văn thông thiên có thể lấy trời và hứng trăng hái sao. Có thể lấy trời, hứng trăng, hái sao. Tô Minh ngơ ngác nhìn bầu trời. Thời gian dần dần trôi, dị tượng của thiên địa chỉ có một năm một lần dần dần đi tới cuối. Trên bầu trời, ngôi sao sáng chỉ còn lại một cái bóng mơ hồ. Tô Minh hoàn thành, chấn động, ngay cả lời nói của trên gia thú cũng biến mất trong đầu của hắn. Đầu óc của hắn trống rỗng như là có sự cảm ngộ thăng hoa đang từ từ xuất hiện. Hắn thấy trời trăng sao rồi lại dần dần lại hiểu ra. Nhưng lần hiểu ra thứ ba này là không rõ ràng lắm. Mà đến khi ánh trăng cũng biến nhạt chỉ còn lại một cái bóng, cảm ngộ mơ hồ ở trong đầu của Tô Minh lại càng khắc sâu một chút nhưng vẫn không thể nào lần mò ra được. Hắn nhìn ngôi sao biến mất, nhìn mặt trăng không còn, nhìn phía xa mặt trời đang dâng lên. Khi dị tượng một năm dần dần mất đi, Tô Minh ngây ra tại chỗ rất lâu. Hắn có cảm giác mãnh liệt rằng nếu ở trong đầu của hắn có thể hiện rõ ra cảm ngộ lần thứ ba này thì hắn sẽ được một chút thu hoạch kinh khủng. Thậm chí, Nhạc Hoành Bang trở về, quỳ một gối trước mặt của Tô Minh mà hắn vẫn không nhận ra. Hắn nhìn nơi không có trăng và sao, hắn biết mình đã bỏ lỡ một lần cảm ngộ sâu sắc. Một lần cảm ngộ đó, hắn không biết có thể hiểu ra điều gì, hoặc là thần thông, hoặc là tâm tình, hoặc là tu vi. Nhưng hiện tại, tóm lại đã bỏ lỡ. Có lẽ cũng không phải bỏ qua, mà là vì dị tượng thiên địa này biến mất quá nhanh. Tô Minh thở dài, thu lại tầm mắt nhìn bầu trời. Nhạc Hoành Bang yên tĩnh ngồi quỳ gối trước mặt Tô Minh, lại cúi đầu không nói một lời. Gã đang nhìn ra Tô Minh đang cảm ngộ dị tượng ở trên trời, biết rằng lúc này tuyệt đối không thể nào quấy rầy được hắn. Mãi đến giờ phút này, gã thấy hắn thở dài mới ngẩng đầu lên. Loại trời trăng sao này cũng là cùng xuất hiện trên bầu trời mỗi năm chỉ có một lần, và mỗi lần là chưa tới một tiếng đồng hồ. Nếu như tiền bối có hứng thú thì mỗi năm vào lúc này nó sẽ lại xuất hiện hình ảnh đó. Vậy ngôi sao đó, nó là cái gì? Tô Minh im lặng lát sau hắn lại hỏi. Nhạc Hoành Bang ngây ra, đã hiểu Tô Minh hỏi ngôi sao này chính là ngôi sao rực rỡ đêm hôm qua. Một năm nó chỉ tỏa sáng một lần và còn rực rỡ hơn cả trời trăng. Thực sự không ai biết đó là ngôi sao gì. Từng có một ít cường giả trên hỏa xích tinh này muốn truy tìm nó, nhưng cũng là không có đáp án. Dần dà, ở hỏa xích tinh này là truyền ra một truyền thuyết. Mọi người so sánh ngôi sao mỗi năm tỏa sáng một lần là đạo lữ thân mật. Nhạc Hoành Bang thấp giọng đáp. Tô Minh nhìn bầu trời, lát sau lại lắc đầu. Hắn không nói lời nào, vẫn giữ nguyên động tác cũ, dù rằng trên bầu trời này không còn trăng và sao, chỉ còn mặt trời. Nhạc Hoành Bang im lặng giây lát rồi từ từ lui ra. Ở phía xa hắn nhìn Tô Minh. Gã trầm ngâm lâu, lại lựa chọn khoanh chân ngồi đó, lặng lẽ và thủ hộ, không cho phép người ngoài bước vào. Dù rằng có người trong khu vực Bắc Bộ đến để đưa đá xanh cũng sẽ bị gã ngăn cản lại, bỏ sang một bên, không cho tới gần Tô Minh. Tô Minh luôn nhìn lên trên bầu trời, nhìn một trời dần dần tối đen, nhưng mà mặt trăng dần dần lộ ra. Một ngày, một ngày, một ngày. Tô Minh không biết đã nhìn bầu trời xanh bao lâu, hắn quên đi thời gian trôi qua, thậm chí là quên luôn cả hấp thu đá xanh, cứ khoanh chân như vậy nhìn bầu trời. Xích Mãng Phượng vẫn luôn ở một bên, năm tháng đối với nó chỉ là chớp mắt, nó cũng đã quen bình tĩnh như vậy. Hạc Trọc Long đôi khi trở về nhưng tính cách của nó hiếu động, thường thì quay về không lâu, nó lại đi ra bên ngoài, không biết bận rộn cái gì. Nhạc Hoành Bang luôn ở phía xa của thủ vệ, gã nhìn được bây giờ Tô Minh chìm đắm trong trạng thái kỳ lạ, loại trạng thái này đối với tu sĩ chỉ là ngộ chứ không thể cầu. Thậm chí bây giờ, Tô Minh không biết rằng ở trạng thái này, tu vi của hắn gần như đã chững lại, từ từ co rút trong thân thể, tựa như là ngủ say. Chỉ có trái tim của hắn là từ từ đập thình thịch, chỉ có linh hồn của hắn là hòa cùng với đôi mắt nhìn lên trên bầu trời. Hắn không biết rằng trái tim đang nhảy nhót, hồn nhìn lên trời, tầm biến lần thứ ba của hắn bất giác tới gần. Thời gian trôi qua, đã là một năm. Trong một năm này, người ở khu Bắc Sơn đều là biết thủ lĩnh của họ bế quan bên ngoài động phủ của Kỳ Bắc Sơn. Mọi người bị cấm dừng bước ở phạm vi ngoài trăm dặm, không được bước vào gần hơn một chút nào.
Mãi đến một năm sau, đêm khuya hôm nay, trên bầu trời, trừ vầng trăng sáng ngời ra thì còn có một ngôi sao một năm trước đã từng xuất hiện, lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Thân hình không lay động một năm của Tô Minh đã chợt rung lên. Hắn nhìn lên ngôi sao, một năm thay đổi đối với hắn rất nhanh, như là chỉ là một lần suy tư, một lần lĩnh ngộ ngắn ngủi. Bây giờ hắn nhìn ngôi sao trên bầu trời, trong đầu lại hiện ra lần lĩnh ngộ trước, không ngừng khắc sâu. Dần dần bóng đêm tan biến, khi bầu trời mông lung, nhìn bình minh tới gần thì khung trời trong mắt của Tô Minh rốt cuộc xuất hiện kỳ lạ, trời trăng sao cùng tỏa sáng. Hình ảnh đó, đầu óc của Tô Minh ù vàng, người của hắn run lên, đôi mắt ứa ra giọt lệ thực sự. Hắn bỗng nhiên hiểu ra. Hắn hiểu tại sao mình lại cố chấp đối với ngôi sao như vậy, tại sao trời trăng lại cùng nhau thi triển ra. Mỗi ngày đều xuất hiện mặt trời, đó chính là hiện thực tàn khốc. Nó nhắc nhở chỗ mà ta ở, đó là thần nguyên phế địa. Nơi này là một thế giới tàn khốc, khiến cho ta trông thấy chỗ nào ánh sáng chiếu rọi, đó lại là một vùng đất xa lạ. Mỗi đêm xuất hiện mặt trăng là mộng tưởng hư ảo, khiến cho người quên đi xung quanh xa lạ, quên đi bản thân đã ở đâu, để bóng đêm lừa dối mình, sinh ra một loại truy cầu và hy vọng. Mỗi năm một lần, xuất hiện ngôi sao rực rỡ đó. Đó là quê hương. Tô Minh thì thào. Mặt trời là hiện thực, mặt trăng là hy vọng, ngôi sao đại biểu cho quê hương. Đó mới là kẻ lãng du trời đất tổ, sự cố chấp ở trong lòng ta. Tô Minh nhìn trời trăng sao, khoảnh khắc này giống như là hắn thấy chúng nó tỏa ra ánh sáng chói lòa. Ánh sáng ngừng tụ khiến cho hắn, bầu trời của Tô Minh và đầu óc của hắn ù vàng, đau xé lòng, đó là nỗi đau nhớ nhà. Trên bầu trời là ở trong mắt của người hỏa xích tinh khác, không tỏa ra ánh sáng chói lòa như Tô Minh đã thấy. Ngôi sao và vầng trăng này vẫn ở trên trời sáng ngời rồi lại dần dần tối đi. Mọi thứ dường như đều là Tô Minh tưởng tượng và đó là ảo giác mà thôi. Nhưng mà ở trong mắt của Tô Minh thì một giây đó, dần dần trong mắt trái của hắn xuất hiện ảo ảnh mặt trời, mắt phải là ảnh ngược của vầng trăng. Lòng của hắn đau nhói ẩn chứa đó là ngôi sao. Đó là Tô Minh hiểu ra, vì hắn lĩnh ngộ trên trời trăng sao dù tán đi hoặc là chiếu sáng, thì chúng nó giống như là bản vẽ ký ức, dùng làm cảm ngộ, giao khắc, khắc sâu vào trong đầu của Tô Minh. Đây là lần tâm biến thứ ba sao? Tô Minh siết chặt ngực áo, hắn cảm nhận năm đó lần đầu tiên tâm biến, loại thay đổi, nỗi lòng rất độc đáo. Hết chương. Bắt đầu lần tâm biến thứ ba. Ở trên núi Tô Minh yên lặng nhìn, lát sau giơ lên tay phải, sát kiếm xuất hiện, bóng dáng của hắn tựa như là một làn gió vòng quanh ngọn núi. Đá núi vỡ ra, bụi đất tung bay, đến cuối ngày núi bị Tô Minh thay đổi, dần dần càng giống với Cửu Phong hơn. Thậm chí trên đỉnh núi Tô Minh tặng một động phủ, ở giữa đỉnh núi có sân của nhị sư huynh, ở giữa núi có bình đài của Tô Minh, chỗ hổ tử ngụ ở. Dưới chân núi có nơi đại sư huynh bế quan. Một ngọn núi như vậy hiện ra trước mặt của Tô Minh. Hắn nhìn nó rất lâu, rất lâu. Mãi đến khi trời tối đen, trăng treo ở trên cao, mặt đất trở nên mông lung. Tô Minh nhìn Cửu Phong, hắn nở nụ cười, một nụ cười rất lạnh và vô tình, giống như đang đội mặt nạ, nhưng đó không phải là ý của Tô Minh. Hắn cười, dưới mặt nạ lạnh lùng là trái tim lại đau đớn. Nhưng lần đau nhói này không phải là tim của gã mà là ý chí mạnh mẽ từ mặt nạ này, lạnh lùng trên mặt của Tô Minh đè ép, khiến cho mặt của hắn lạnh như băng co giật, dần dần có mặt nạ đen lộ ra. Tô Minh hiểu, hành động của hắn ở đó ý nghĩa nào đó là một loại tình, loại nhớ nhung quê nhà, tình là nhớ nhà, là không được phép tồn tại ở trên người của hắn, là phải bị cắt đứt lúc này. Nhưng bây giờ, hắn thực hiện tương phản với sự lạnh lùng của mình, khiến cho mặt nạ biến mất, hiện ra ở trên khuôn mặt của hắn là có ý tứ từ mặt nạ trấn áp Tô Minh. Khóe môi của Tô Minh tràn máu, nhưng hắn vẫn là nhấc chân lên, yên lặng đi tới đỉnh núi, một mình ngồi ở đó. Xích Mãng Phượng nằm sấp ở dưới núi, nó nhận ra tinh thần của Tô Minh đang dao động, là suy nghĩ không muốn bị người ta quấy rầy. Hạc Chọc Lông ngơ ngác nhìn chuyện mà Tô Minh làm cả ngày nay, nó luôn hiếu động, vậy mà bây giờ cũng im lặng lại. Nó nhìn Cửu Phong trước mắt, lại từ từ đi tới bên cạnh của Tô Minh. Nó nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Tô Minh, khóe môi thì tràn máu, tay lại siết chặt ngực áo. Biểu tình của Hạc Chọc Lông lại lộ ra vẻ đau thương. Ta sẽ không chém nỗi nhớ nhà, ta lại càng không thể nào quên được. Ta sẽ lựa chọn đau đớn, khiến cho tim của ta nhói đau, để ghi nhớ cái loại cảm giác này, để cho ta từng giây từng phút cảm nhận được đau đớn đó. Chỉ có như vậy thì ta mới luôn nhớ kỹ được, và mãi mãi sẽ không quên. Tô Minh thì thào. Hắn sợ rằng có một ngày sẽ quên đi nỗi nhớ nhà, sợ rằng trong sự lạnh lùng và vô tình đã dần dần lạc đường trong thần nguyên phế địa. Vậy cho nên hắn là phải nhớ cảm giác nhói tim đó. Hắn im lặng từ trong túi chữ vật lấy ra cỏ đỏ hắn là một đường hái, ở trong tay bện thành từng thảo kết. Mãi đến bình minh lên,
Trước mặt của Tô Minh có một búp bê cỏ. Búp bê cỏ không đầu. Nhưng trong đó có một giọt máu Tô Minh cắn lưỡi nhỏ vào. Máu đó cho búp bê có dấu vết sự sống, khiến cho búp bê trông sống động như thật. Bộ dạng của nó là không giống với Đại sư Huỳnh, nhưng trong mắt của Tô Minh nó không phải là hắn, mà nó là Đại sư Huỳnh. Tô Minh nhìn búp bê màu đỏ đại biểu cho Đại sư Huỳnh, biểu tình của hắn vẫn lạnh lùng, không nhìn thấu lòng hắn, nhưng vẻ mặt chăm chú dường như đại biểu cho tất cả. Nhưng khoảnh khắc này, mặt nạ đã biến mất vào lúc ban đêm lại hiện ra, nó toát ra ý chí lại càng khổng lồ, làm cho người của Tô Minh run rẩy, mặt xuất hiện những dấu hiệu bị ăn mòn, có từng tơ khói toát ra. Không đau đớn nhưng mặt nạ này toát ra ý chí cường đại, muốn bức Tô Minh ngừng lại động tác. Người của Tô Minh run rẩy, hắn cảm giác không thể nào khống chế được đôi bàn tay của mình. Dường như ý chí trên mặt nạ bây giờ là khống chế luôn cả tinh thần của hắn và thân hình, khiến cho hắn phải hộc ra bãi máu nếu chống lại. Ánh mắt Tô Minh lại càng lạnh băng, phun ra một ngụm máu xong, lại cắn răng dãy dụa từ từ giơ lên tay phải, lại lấy ra một chút cỏ đỏ, lại run rẩy từng chút một, đánh thành thảo kết. Động tác đơn giản này bây giờ hắn làm thì rất là gian nan, nhưng hắn vẫn đang cố gắng làm. Ba ngày qua đi, hắn bị búp bê đỏ thứ hai, bên trong có máu của Tô Minh. Biểu tình của búp bê dường như đang cười, giống như bất cứ lúc nào, dù ở đâu, thì nó vẫn luôn nở nụ cười dịu dàng. Khi bệnh thành búp bê thứ ba, ánh nắng nóng cháy chiếu rọi trên nửa bên mặt búp bê, khiến cho nụ cười làm cho Tô Minh hoảng hốt trong ký ức. Chìm trong ký ức đó, mặt nạ ăn mòn ra thì Tô Minh lại càng nghiêm trọng, ý chí truyền đến những tiếng nổ tung trong đầu của hắn, khóe môi của hắn tràn máu, dù là thân thể không đau nhức nhưng mà vẫn còn hơn cả đau đớn, hắn ngã sang một bên. 7 ngày sau, Tô Minh mở ra hai mắt, trong mắt của hắn là tràn ngập tơ máu, thân thể của hắn đã rất yếu ớt, loại cảm giác giống như là thương tổn tinh thần, nhưng khi hắn mở mắt ra thì lại thấy lấy ra cỏ đỏ, run rẩy lại bệnh nữa. Lần này bệnh, Tô Minh bị ý chí đánh vào hôn mê lần thứ ba. Mãi đến một tháng sau, toàn thân của hắn không còn một chút nào sức sống, nhưng trước mặt xuất hiện búp bê thứ ba. Đó là búp bê biểu tình ngây ngốc và rất chân thật. Nhìn nó, Tô Minh nở nụ cười. Nụ cười đó lạnh nhạt không mang thêm một chút tia tình cảm, nhưng nghe vào tai của Hạc Trọc Long đứng một bên thì so với tất cả một tháng này, tiếng cười lạnh lùng này là chân thật hơn bất cứ thứ gì trên đời. Ngươi có thể cắt đứt tình này sau này của ta, nhưng ngươi không thể nào đoạn nhớ nhung trong ký ức của ta được. Tô Minh cầm cỏ đỏ, lại bị búp bê thứ tư. Mặt của hắn nhỏ máu loáng, ý chí từ mặt nạ ở trong một lớp chớp mắt đã mạnh mẽ đến khiến cho linh hồn của Tô Minh chấn động. Tô Minh ngẩng đầu, phát ra tiếng gầm. Đôi tay của hắn run rẩy, lần lượt thử bệnh thảo kết, mãi đến lại qua một tháng, trước mặt của Tô Minh xuất hiện búp bê thứ tư. Đó là một cô gái, nụ cười ngoái đầu nhìn, Bạch Tố. Sau khi búp bê xuất hiện thì đôi tay tách rời, hắn đã cực kỳ yếu ớt, gần như dầu hết đèn tắt, nhưng mà ở trong đôi mắt lạnh lùng đó, mắt trái và mặt trời, mắt phải là mặt trăng lại càng ngày càng rõ ràng, chiếm tất cả vị trí trong con người của hắn. Hắn lại lấy ra một vài cỏ đỏ để bệnh búp bê thứ năm, Vũ Huyền. Nhưng lần này Tô Minh có làm như thế nào cũng không bệnh được thảo kết thứ nhất, mỗi lần sắp đánh ra thì lòng sẽ bệnh ra bóng dáng khép mắt mà hắn không thể thấy, dần dần lại trôi xa. Tô Minh không ngừng thử, không ngừng bế tắc, mặt nạ ở trên mặt của hắn toát ra tia sáng âm u, che đậy lấy khuôn mặt của hắn, lộ ra trong đôi mắt lại càng thêm lạnh lùng và vô tình. Người này đã tới đây nhiều ngày, định xem Tô ta đến khi nào nữa. Tô Minh nhìn cỏ đỏ trong tay vẫn là không đánh ra kết thứ nhất, không ngẩng đầu, thanh âm lạnh băng tận xương chậm rãi vang lên. Từ bầu trời vang đến những tiếng thở dài, Điền Lâm xuất hiện ở giữa không trung, phức tạp nhìn mặt đã đen trên mặt của Tô Minh. Gái nhìn thấy mấy búp bê trước và cả cỏ đỏ nhăn nheo trong tay của hắn. Người cần làm gì vậy? Ta thấy mặt nạ của người rõ ràng là tồn tại lực lượng phong ấn, nhưng tại sao người lại phải đối kháng với nó vậy? Điền Lâm vừa nói tới đây thì Tô Minh ngẩng đầu, mắt trái mặt trời, mắt phải mặt trăng nhìn hướng gã. Điền Lâm im bặt, ánh mắt giao nhau với Tô Minh, tinh thần của hắn chấn động. Tiếng nổ vang vọng, trước mặt của Tô Minh và ngọn núi biến mất, xuất hiện thảo nguyên héo tàn. Trên thảo nguyên là có mấy hộ gia đình đang phát ra những tiếng hét thê lương, là do chân vệ đồ đỏ đến đổ sát. Cuối cùng là chân vệ người vạm vỡ, toàn thân toát ra mùi máu. Trước mắt của gã là có một thanh niên vẻ mặt sợ hãi run bần bật, không ngừng chống cự, liên tục bị chân vệ vùng tay áo làm hộc máu rút lui. Chân vệ lạnh lùng khinh thường lạnh nhạt nói. Biết rõ không có địch lại cũng đấu với bổn vệ sao? Thôi, để là nhóc con hậu duệ đời thứ năm của Điền ngồi ngủ, để xem như là bổn vệ nhân từ vậy. Trận giết chóc qua đi, chân vệ đã rời khỏi, thanh niên ngửa đầu phát ra những tiếng gào thê lương, quỳ trên mặt đất, chảy huyết lệ. Tất cả biến mất chỉ trong khoảnh khắc, nhưng mà Điền Lâm run bần bật, ở giữa không trung mắt đỏ rực. Đó là nỗi đau xót khi gã bị giấu sâu nhất ở trong đáy lòng, chuyện xảy ra từ mấy ngàn năm trước, trong thần nguyên phế địa có quê hương của gã.
Gã hít thở dồn dập nhìn Tô Minh, lại nhìn chằm chằm hắn. Người, đây là thuật pháp gì? Mặt trời đại biểu cho hiện thực, mặt trăng đại biểu cho hy vọng, ngôi sao là quê nhà. Đó là Tô ta đã lĩnh ngộ, trời trăng sao huyễn. Còn mới nãy người hỏi tại sao Tô ta chống cự, đáp án giống như người, tại sao lại đối kháng với chân vệ kia vậy? Tô Minh cầm lấy bốn búp bê trước mặt, bên trong ẩn chứa máu của hắn, dùng nhập bốn búp bê vào trong người, giống như là hắn và họ cùng nhau tồn tại. Tô Minh biết lần tâm biến thứ ba của mình chỉ mới bắt đầu, không kết thúc. Thực sự kết thúc của hắn là khi bệnh ra tất cả búp bê, dung nhập vào trong người hết. Lúc này, cách độ qua lần tâm biến thứ ba. Hết chương. Cơ hội. Tô Minh lúc này so với lần tâm biến thứ ba thì lại càng lạnh lùng hơn. Không biết Tô đạo hữu có cảm thấy hứng thú với lực vị giới hay không? Điền Lâm lại cười tủm tỉm ngồi xếp bằng, lại nhìn Tô Minh, hắn lại bỗng hỏi. Người hãy nói rõ hơn đi. Tô Minh biểu tình như cũ, lạnh nhạt nói. Ta biết có một nơi có thể cung cấp lực vị giới cực kỳ đậm đặc, nhưng chỗ đó rất nguy hiểm. Điền Lâm vẫn là giữ nụ cười trên môi. Tu vi của ta vẫn còn chưa đến cảnh giới của chủ vị giới. Ta không có hứng thú tới vị lực vị giới đó. Tô Minh lắc đầu, từ chối. Điền Lâm ngẩn ra, gã không ngờ Tô Minh đáp lại dứt khoát như vậy. Gã nhướng mày đánh giá Tô Minh, lại nói tiếp. Tô Đào Hiếu, người là khiêm tốn rồi. Người có rất nhiều chỗ bí ẩn. Ta không tin là người không tới giới tôn cảnh đâu. Điền Lâm lại cười cười, mắt lóe ra tia sáng. Nhưng nếu như Tô Đạo Hiếu đã không có hứng thú với lực vị giới, vậy thì đối với hỏa xích thạch chữa lực lượng máu thịt càng cường đại hơn, vậy thì người có hứng thú chứ? Tô Minh lại liếc nhìn Điền Lâm. Tô Đạo Hiếu, trước tiên đừng có nóng vội và từ chối. Hãy nghe Điền ta nói hết. Trên hỏa xích tinh này có rất nhiều đá xanh, mỗi khu vực đều là có giải rác. Tuy nhiên, trong đá xanh ẩn chứa lực lượng thịt, máu thịt, so với chỗ mà Điền ta nói thì kém rất xa. Nhưng bốn chân giới ẩn chứa lực lượng máu thịt bao nhiêu năm qua là không ai có thể hấp thu được nó. Ta quan sát chỗ của Tô Đạo Hữu là phát hiện ra Tô Đạo Hữu người rất là có hứng thú với những tảng đá đó. Đó là điều thứ nhất. Điền Lâm mặt ánh mắt sáng ngời nhìn Tô Minh, biểu tình nghiêm túc. Hắn nói tiếp. Thứ hai, mỗi 10 năm thì sẽ có chân vệ đến tuần tra hỏa xích tinh. Khi đó sẽ cẩn thận xem xét mỗi một phong ấn trên hỏa xích tinh này có hoàn chỉnh hay không. Một khi xuất hiện, dù ra tổn hại một chút, cũng sẽ bị chân vệ này giáng xuống điều tra. Tô Đạo Hữu mở ra phong ấn của xích mãng phượng, cho dù lại phong ấn nó lần nữa thì vẫn sẽ tồn tại manh mối, rất có khả năng bị chân vệ phát hiện. Một khi phát hiện ra việc đối với bốn chân giới ở thần nguyên phế địa này có thể nói là rất nghiêm trọng. Vậy thì dù rằng Tô Đạo Hữu có bỏ đi xa, thì chắc chắn là sẽ bị chân vệ truy sát và truy nã. Thậm chí, chúng sẽ treo giải thưởng giết chóc người. Bây giờ thời gian vẫn còn chưa đến 8 năm đâu. Điền Lâm nhìn Tô Minh, nói đến đó thì ngừng. Gã biết Tô Minh là một người thông minh, tất nhiên là có thể đoán ra mấy lời gã nói là thật là giả, cùng với hậu quả. Xin Điền Đạo Hữu, cứ nói thẳng tỏ tường đi. Điền Lâm không thấy manh mối gì từ biểu tình của Tô Minh, đang trầm ngâm thì vang đến tiếng giọng lạnh lùng của hắn. Nghe Tô Minh nói câu này, Điền Lâm mỉm cười. Vậy được, vậy thì Điền ta sẽ nói thẳng vào suy nghĩ. Chắc là Tô Đạo Hiếu cũng biết, ở trong thần nguyên phế địa này mỗi một tu chân tinh bỏ đi đều là tồn tại một dị tộc bị phong ấn từ mấy năm trước. Những dị tộc này ngay cả cường giả của bốn chân giới cũng khó có thể hoàn toàn và giết chết. Vậy cho nên chỉ là đành phải phong ấn lại. Có lẽ là còn kèm theo nguyên nhân nào đó, nhưng mà Điền ta thì không thể biết. Hỏa xích tinh dưới chân của chúng ta phong ấn dị tộc. Trong truyền thuyết năm đó, dị tộc đấu với bốn chân giới, người này có danh tiếng lẫy lừng, lại là một đại tu bốn chân giới. Tên gọi là Xích Hỏa Hầu. Người này vẫn luôn bị phong ấn ở trên hỏa xích tinh. Tu vi tản ra hình thành rất nhiều núi lửa, sinh mệnh khuếch tán, khiến cho hành tinh này. Ban sơ thì những mãnh thú dị tộc là bốn chân giới bị giam cầm, là bị xóa đi linh trí, và chúng hấp thu sức sống của Xích Hỏa Hầu mà bất hủ. Giống như là Xích Mãng Phượng của người, đó cũng là một trong những mãnh thú dị tộc. Đại tu dị tộc này, máu thịt bị phong ấn dần dần ăn mòn, mấy năm qua hình thành tảng đá xanh tràn ngập mặt đất. Cũng chính là hỏa xích thạch mà Điền ta vừa nói. Giọng của Điền Lâm vang vọng, Tô Minh biểu tình như bình thường nhưng lòng đang rung động. Mặc dù hắn không biết lời của đối phương nói là thật hay giả, nhưng việc này khó mà chứng minh. Nếu như đối phương nói dối chuyện này, thật tình không cần thiết. Dưới lòng đất, khu vực phong ấn Xích Hỏa Hầu tồn tại rất nhiều lực vị giới, thậm chí là vị kiếp. Nếu như chúng ta có thể hấp thu nó, vậy thì tu vi chắc chắn là sẽ tăng vọt. Nếu như Tô Đạo Hiếu đi vào đó và hấp thu lực lượng máu thịt của toàn thân Xích Hỏa Hầu, đến lúc đó
e rằng lực lượng thịt của Tô Đạo Hữu là đạt đến mức độ cực kỳ mạnh mẽ. Ta biết, trong lòng của Tô Đạo Hữu chắc chắn là có nghi ngờ. Nếu mà có hỏa xích tinh, và còn có tất cả tu chân tinh ở thần nguyên phế địa này đều có bị dị tộc phong ấn, thì tại sao Điền Tam là vẫn không hành động, mà lại phải chờ đến ngày hôm nay mới nói một lời với người? Mắt Điền Lâm lóe ra tia sáng, lại cất tiếng nói, chỉ vào xích mãng phượng dưới chân núi. Nếu như Đạo Hữu có thể khiến cho một mãnh thú dị tộc rời khỏi phong ấn, vậy thì chắc chắn có thể khiến cho tất cả mãnh thú hỏa xích tinh đi ra hết. Nếu như Nô Đạo, Tô Đạo Hữu là có thể làm được như vậy, vậy thì ta có 5 phần tin chắc có thể bước vào trong đất phong ấn xích hỏa hầu. Đến khi đó, người và ta đều có lợi ích cả. Đại tu như xích hỏa hầu cho dù là có yếu tới đâu, cũng là sẽ không thể nào chết. Tính đúng thời gian chờ chân vệ tới, thì chúng ta sẽ giúp hắn thoát trốn. Chân vệ sẽ thấy xích hỏa hầu đó mới là trọng điểm. Chúng ta chỉ là những con cá nhỏ mà thôi. Chuyện trăm lợi không một hại này, Tô Đạo Hữu, ngươi có muốn làm cùng không? Một khi sức mạnh thân thể của ngươi lại càng cường đại, khi mấy chúng ta đều là được đến ích lợi, vậy thì dù rằng có bị chân vệ truy sát một chút, vậy thì có ngại ngùng gì? Nếu đã không thể nào tránh cho bị truy nã, vậy thì làm sao không tranh thủ trước đó đạt được một chút ích lợi cho mình? Điền Lâm nói một phen suy nghĩ rõ ràng, lời nói rất dễ động lên lòng người. Gã nói xong yên lặng chờ Tô Minh trả lời. Nghe ý kiến của Điền Đạo Hữu, chắc chắn là không chỉ hai người chúng ta làm việc này phải không? Tô Minh trầm ngâm giây lát, lại nhìn Điền Lâm. Không sai, chỉ cần Tô Đạo Hữu còn nắm chắc cách mở phong ấn và đồng ý việc này, thì Điền ta sẽ lập tức ra ngoài kêu gọi mấy bạn tốt và cùng nhau làm đại sự. Điền Lâm hít sâu, đứng dậy cúi đầu với Tô Minh, biểu tình của hắn chân thành. Tô Đạo Hữu là có năng lực mở phong ấn, đó là may mắn cho thần nguyên phế địa, là phúc của tu sĩ chúng ta. Xin Đạo Hữu hãy là hỗ trợ cho. Chuyện này liên quan rất lớn, Tô ta là phải suy tính một hai đã, không thể nào trả lời ngươi ngay. Tô Minh suy tư không lâu sau nhìn Điền Lâm. À, đương nhiên rồi. Nếu Tô Minh đồng ý ngay thì Điền Lâm sẽ không nghi ngờ, gã thấy chuyện này vốn không thể nào khiến cho đối phương lập tức chấp nhận được, dù gì, chuyện này quá lớn. Gã thấy Tô Minh suy tư không lâu sau lại nói ra những lời như vậy, hắn biết rằng đã động đến tâm của hắn nên không khuyên bảo nữa, nâng tay phải hư không chụp lấy, lập tức trong tay xuất hiện một túi chữ vật, hắn đưa cho Tô Minh. Dù cuối cùng Tô Huynh lựa chọn như thế nào, Điền ta là có một chút quả mọn xin tặng cho người. Trong túi chữ vật này là một năm nay, Điền ta đi ở hỏa xích tinh trừ khu Bắc Bộ. Tất cả hỏa xích thạch màu xanh ở khu vực khác đều là nằm ở trong này cả. Chuyện này chỉ cần Tô Huynh có lòng thì dễ dàng sẽ đạt được. Lấy một chút tấm lòng của Điền ta đi. Điền Lâm chắp tay hướng Tô Minh. Không biết một năm thì Tô Huynh là đáp án được hay chưa? Vậy được, một năm sau Tô ta chắc chắn sẽ cho người biết. Tô Minh đứng dậy, cũng là chắp tay hướng Điền Lâm. Điền ta sẽ chờ tin tốt của Tô Huynh. Vật này là ngọc giản truyền âm. Một năm sau, dù Tô Huynh lựa chọn như thế nào, xin hãy dùng nó để thông báo. Điền Lâm cười to, đưa tặng ngọc giản rồi xoay người đi, thoáng cái một cái đã biến mất. Tô Minh nhìn Điền Lâm đi xa, đứng đó trầm ngâm một lúc, cầm túi chữ vật mở nó, thần thức ý hồn. Quét qua một vòng, thấy ra vài ngọn núi đá xanh to lớn bên trong. Chỉ là một cái túi chữ vật dung lượng nhỏ lớn, to lớn, hiển nhiên không phải là bình thường. Chút quà của Điền Lâm là không hề mọn chút nào. Tô Minh biểu tình lạnh lùng, hắn cầm túi chữ vật đi vào trong động phủ của đỉnh Cửu Phong, không đi ra bên ngoài nữa. Thời gian chớp mắt đã qua một năm. Ngày hôm nay, trong động phủ, ở trước mặt của Tô Minh có rất nhiều đá xanh đang nhanh chóng vỡ vụn. Hắn hấp thu lực lượng ở trong tảng đá, mắt lại chớp lóe. Điền Lâm, lời nói ở bên trong là chắc chắn còn giấu cái gì đó. Chuyện này không đơn giản như vậy. Nhưng Tô Minh nhìn những tảng đá xanh vỡ vụn, mắt của hắn dần dần khép kín. Trong thần nguyên phế địa này tu vi đó mới là tất cả. Nếu như tu vi của ta là khó có thể nhanh chóng tăng lên được, vậy thì bây giờ có cơ hội tăng sức mạnh của thân thể. Dù nguy hiểm một chút, ta cũng phải xông qua một lần. Tô Minh mở mắt, lộ ra vẻ quyết đoán. Cả đời hắn đã gặp nguy hiểm, sớm biết đạo lý là phải liều mới giàu được. Vậy cho nên hắn không chọn né tránh, do dự không quyết định thì không có khả năng đạt được tạo hóa lớn. Lát sau, một ngọc giản từ trong động phủ bay ra, đốt cháy, bùng phát ánh sáng rực rỡ, chớp mắt, lao về phía chân trời. Hết chương. Hết tập 119, mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Rồi tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh và hãy đón chờ chuyện. Tự nhiên nói lại quên tên. Ta không phải vịt con xấu xí, sẽ được phát bắt đầu từ ngày mai, phát lại bắt đầu từ ngày mai. Tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.